Xin con ra tôi muốn con tôi phải trở thành cành vàng lá ngọt. Mỗi bước đi có bao người quỳ mọp, mỗi nụ cười là có kẻ đảo điên. La 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 la, con tôi phải trở thành ngôi sao sáng, một diễn viên điện ảnh từ khối, một ngôi sao ca nhạc lừng danh, một người mẫu có ba dòng hấp dẫn. La 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 la, tiền bạc sẽ tuôn vô nương nước, đưa cả nhà lên một đỉnh cao sen. Giờ con tôi mà nhà đúng 10 tầng, xe đời mới có 20-30 chiếc. La 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 la. Dạ, xin phép cho tôi được hỏi thăm, chủ của căn nhà xinh xắn đầy đủ tiện nghi này có phải là một người phụ nữ xuân đã kém xanh nhưng nhan sắc chưa phai tàn không ạ? Dáng đi cũng còn mướt, có cái mỹ danh là Kiều Mơ phải không ạ? Dạ, Kiều Mơ là em nè. Chẳng hay quý anh hỏi để làm gì vậy? Ô la 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 la, bà Kiều Mơ đây sao? Đúng là quá trẻ, quá giòn. Trẻ hơn những lời đồn dữ lắm mà. Ai cũng nói em vậy. Tôi đến đây là có một người giới thiệu mới tới. Ai giới thiệu với anh vậy? Dạ, cô Tư uống tóc giới thiệu với tôi là bà đang cần tìm một chuyên gia để huấn luyện cho con gái của bà trở thành một ngôi sao, có đúng không ạ? Dạ đúng. Nhưng cũng xin ông anh cho biết qua quý danh và trình độ. Dạ, nói ra thì mang tiếng khoe. Đây, xin gửi bà chị cái cạc quy dích, cứ xem rồi sẽ biết nè. Dạ, cảm ơn ông anh. Giáo sư Kềm, chuyên gia hàng đầu về huấn luyện ngôi sao điện ảnh, ngôi sao tân nhạc, ngôi sao cải lương. Dạ, madam. Đặc biệt ngoài chương trình huấn luyện ngôi sao còn nhận sữa ống nước, hả? Quét vôi, thông ống cống, giá vỏ xe, chùi cửa kiến. Yes, à. Gì kỳ á? Dạ, xin madam đừng ngạc nhiên. Bà ngạc nhiên cũng phải thôi. Tôi không chỉ ngạc nhiên mà còn kinh ngạc nữa kìa. Tới cái mức mà nếu không có ông đứng kế bên tôi dám xỉu lắm mà. Giáo sư đã huấn luyện ngôi sao mà còn đi sửa ống nước, quét nước dâu làm chi vậy? Bộ không đủ sống hả? Bà là người thứ 1001 thắc mắc về cái chuyện đời tư của tôi. Thú thật với bà là tôi học rất nhiều nghề, và tôi cũng mang tâm niệm mà học là phải thi với hành. Cho nên tôi học điện ảnh, học ca nhạc, học cải lương. Thì của tôi cũng phải muốn cái bàn tay của tôi huấn luyện cho lớp trẻ nó sáng rực trên con đường nghệ thuật. Ngoài ra tôi cũng còn học về cái bộ môn kỹ nghệ khác như là giá vỏ xe, thòng ống cống, sửa ống nước. Thì cô cũng phải đem cái tay nghề đó phục vụ cho đời. Suy nghĩ như ông thiệt là hiếm có à nghe. Dạ, tại cái cạc của dít này nó nhỏ quá nên tôi không có in hết, chứ tôi còn nhiều nghề khác nữa à nha, như hớt tóc nè, cạo râu nè, xe lông mặt nè, massage nè, làm nail là làm móng tay, son móng chân à, đủ thứ hết. Bà chỉ có trầy chỗ nào tôi tút lại là không bao giờ nhìn thấy. Hàng đó là hàng second hand. Bà ngồi xuống đây để tôi lấy bộ đồ nghề ra tôi làm móng lại cho bà ha. Cảm ơn ông. Sao? Tôi sợ. Đừng ngại, tôi làm êm ả lắm, giá cả phải chăng, đừng lo. Dạ, tôi biết. Nhưng mà thôi để khi khác. Nãy giờ tôi nghe ông giới thiệu, tôi biết ông là người đa tài rồi. Yes, sir. Bây giờ tôi xin phép ông đi thẳng vô vấn đề về cái chuyện huấn luyện cho con gái của tôi. Ông có chắc chắn qua tài năng của ông thì con gái của tôi nó sẽ trở thành ngôi sao được không? Nói nghe nói ôm, nói dịch không? Thằng Kiềm này xin thầy. Cái gì? Oh my god. Tích trời Kiềm này xin thầy. Tôi giáo sư Kiềm xin cam đoan với bà, ai mà được giáo sư Kiềm Kiềm kẹp dạy dỗ thì sẽ trở thành ngôi sao.
mà nhất là con gái của bà sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trong đêm 30. Xin lỗi ông, tôi cũng còn một thắc mắc nhỏ. Xin bà cứ nói. Ông là giáo sư mà sao ông không mang một cái danh ngọt ngào nào, chẳng hạn như là giáo sư Tài, giáo sư Đức chẳng hạn, mà lại mang một cái tên kềm, nghe sao nó như bạo lực quá. Dạ, bạo lực cái gì bà chị, nó còn hơi khủng bố một chút xíu nữa đó. Dĩ nhiên tôi mang cái tên kềm vì đó chính là cái phương pháp huấn luyện của tôi. Tôi phải kềm kẹp thì học trò mới tiến lên, mới giỏi. Những đứa trẻ ngu, những đứa trẻ khờ, làm sao mà chúng có thể tiến thân được. Cho nên vào tay tôi phải kềm, tôi phải kềm thì tụi nó mới tiến thân, nó mới chịu nghe. Bà công nhận không? Công nhận, công nhận. Nãy giờ nội ông nói ông kèm ông kẹp không là tôi mập ấp hết trơn hết trọi rồi. Giáo sư nói có lý. Được rồi, tôi đồng ý giao con gái tôi cho giáo sư kèm nó. Nhưng mà tôi nói trước với giáo sư nghe, con gái tôi nó còn khờ lắm đó, không biết nó có đủ điều kiện để trở thành ngôi sao đem vinh hoa phú quý về cho tôi nhờ cậy không nghe. Ô bà đừng lo, càng khờ càng tốt, cây non dễ nuốt mà. Cái gì? Quên. Không. À, tôi muốn nói là cây non dễ uống. À, vậy à. Uống. Dạ, thôi, rồi còn về phần học phí. Xin phép giáo sư cho tôi biết qua coi là học phí phải đóng bao nhiêu. Cũng tùy theo ý muốn của cô gái học trò theo cấp nào thôi bà. Tôi huấn luyện tới 3 cấp lận. Cấp cao nhất là cái cấp thượng đỉnh. Thượng đỉnh? Thượng đỉnh là sao hả thầy? Cấp thượng đỉnh nói cũng giống như là thượng giới vậy à. Vậy tiên hả? Không phải, dưới tiên chút xíu à. Học xong con gái bà sẽ kêu xa lộng lẫy như là tiên nữ ở trên trời mới hạ giới xuống. Ai mà muốn giới tới thì cũng phải khó lắm nha bà. Cái cấp thượng đỉnh này còn học phí hơi cao. À, khoảng bao nhiêu? $10 một hao. Một hao. 10 đô một giờ. Yes, mà đàm sợ. Trời, vậy chứ còn thấp nhất là bao nhiêu hả? Là cái cấp đó là cái cấp hạ đỉnh. Nó cũng giống như cấp hạ giới vậy thôi à. Dù không được làm tiên nhưng mà cũng trở thành mệnh phụ cao sang à. À, vậy là cấp trung nguyên nữa hả? Dạ, dạ. Giá dạ, mỗi giờ học là chỉ quên tri đô la hào. 3 đô. Yes, sir, madam. Dạ. Trong khi bà suy nghĩ, tôi xin nói luôn để cái cấp cuối cùng. Là cấp đó, hạ nguyên đó phải không? Dạ, không phải. Dạ, cái cấp địa đỉnh. Dạ. Và học xong cấp này thì cũng giống như là quan hồn với địa ngục vậy. Trời ơi trời, quậy hết hồn luôn. À, cái cấp này tôi chỉ áp dụng đối với những người xù tiền học phí thôi à. Trời ơi, học xong thành ma thành quỷ ai dám cho con đi học. Dạ thưa giáo sư, đã từ lâu tôi có một cái ước nguyện là con gái của Kiều Mơ này phải trở thành là một ngôi sao. Dễ thôi. Mà phải là một ngôi sao sáng giá nhất, sáng hơn muôn ngàn vì sao khác. Star là sao, sao sáng nhất. Đó là sao chổi, star này. Đúng, cho nên tôi sẽ không tiếc gì tiền bạc lẫn cả thể xác của tôi nếu cần. Để tôi có thể đóng cho con tôi học phí cái khóa thượng đỉnh. Ồ, bravo, 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 madam. Nhưng mà tôi cũng chỉ cần tiền bạc vậy thôi. Chỉ cần bà đóng học phí đầy đủ 10 đô giờ là con bà lập tức sẽ rời cái mặt đất tầm thường này, bay vào vũ trụ, biến thành một ngôi sao ở trên bầu trời. Nhưng mà xin thầy tính giùm tôi coi, con gái tôi phải học bao nhiêu giờ nó mới đi vào vũ trụ được vậy thầy? Ôi, tôi xúc động quá. Tôi cảm động trước ý nguyện của một người mẹ. Đó là bà. Tôi xin hứa, tôi sẽ tận tâm dạy dỗ con gái của bà trong thời gian nhanh nhất. Là bao lâu? Để được
tùy theo cái trình độ của cháu. Để được như vậy, chắc tôi phải dạy 24 trên 24. Đây nè, bây giờ là tôi phải ở nhà bà luôn, ăn ngủ ở đây luôn. Thôi giờ bà cầm giấy tờ của tôi, bà đi đăng ký tạm trú tạm vắng. Nếu cần, nhập hộ khẩu luôn cũng được. Có cần đăng ký kết hôn luôn không? Hả? Người xám hồn à? Dạ thôi. Do điều kiện nhà tôi cũng hơi khó khăn, vì tôi là đàn bà không chồng mà. Thầy ở đây có làm sao được, tội nghiệp cho tôi chứ, tôi bị quan, thấy không? Ta dòm vô ta tưởng thầy chồng tôi cũng tội nghiệp tôi chứ, phải không? Thầy thông cảm nha. Bây giờ có thể tôi xin nhờ thầy mỗi ngày tới dạy cho con tôi khoảng 3 tiếng đồng hồ được không? Vậy hả? Thì thôi, vậy cũng được. Kính thưa giáo sư Kèm, tôi xin trân trọng ủy thác cho giáo sư Kèm tương lai của con gái tôi. Tôi hy vọng rằng niềm tin của tôi đã được đặt đúng chỗ. Tôi đã giao được trứng cho ác rồi. À, gì giao trứng cho ác? Bà phải nói là đã chọn mặt gửi vàng. Xin lỗi, đúng. Chọn mặt gửi vàng. Giáo sư hay quá. Giáo sư vời không quá. Hay sao được. Hãy tin tôi một chuyên gia nổi lạc, đưa con bà lên tục đỉnh vinh quang. Từ gian đi tương đứng nụ cười, sẽ thay đổi thành ngôi sao thứ thiệt. La 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 la. Gái nhà quê sẽ hóa thành mệnh phụ, tánh phù cờ sẽ đổi nết thông minh. Giọng dịch chim cũng thành giọng danh ca, thân mập ú sẽ thon như người. Xe hơi mấy chốc tháo bà ba đổi đồ hiệu bảnh bao, nàng lọ lem thành công chúa ngày mai. Khi thành đạt đừng quên kìm này nhé. La 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 la. Trời ơi, đứng kỳ cục quá. Tôi đã nói rồi, bây giờ cô là ngôi sao Kiều Mộng, chứ không phải là cô mộng tóc đuôi gà tầm thường nữa, nghe chưa? Là ngôi sao mình phải tướng đi hấp dẫn, gợi cảm lên chứ. Chứ đâu phải cái tướng đi giống như đi chợ bị móc túi vậy. Dạ, thì em cũng nhớ lời thầy dặn á, là ngôi sao đi á thì phải quăng qua quăng lợi. Thậu. Nhưng sao em quăng không được? Tao đục mày bây giờ à. Quên lộn. Dễ thương quá. À, không được á thì cũng phải ráng làm cho được. Quăng bây giờ không được mà phải tập sao mày mốt quăng cho được, ha. Ngôi sao mà quăng qua quăng lại không được á thì ai thèm dòm. Ông trời đã sanh ra người con gái có những cái báu vật tuyệt vời thì phải biết khoe ra chứ. Không khoe làm sao trở thành ngôi sao được, phải không? Dạ thầy, thầy. Ừ? Mà đi mà quăng cái kiểu này á, chắc vô chợ làm bể đồ ta hết quá thầy ơi. Trời đất ơi, ngôi sao mà đi chợ làm chi? Không cần đi chợ, ngôi sao chỉ xuất hiện ở những cái chỗ sang trọng thôi. Ví dụ như là đăng xin nè, nhà hàng, quán bar nè, đó. Ừ, mấy cái chỗ sang trọng đó thì mình bước vô mình mới có giá trị ha. Mà mình vô đó mà mình không quăng qua quăng lại thì mình lép vế với người ta. Trời ơi, dạy cô thiệt, nói riêng mong mỏi cổ họng luôn à. Rim mẹ cái vàng đồng của tôi luôn à. Thôi, tạm ngưng đây đi, mai quăng tiếp. Bây giờ để coi học tới cái phần ứng xử nha. Dạ. Nghe nè, cách ứng xử của ngôi sao cũng phải khác với người thường à. Khác là sao thầy? Thì khác là khác chứ sao nữa. Thầy, mấy thầy cho phép em thí dụ nghe thầy. Thí dụ á, như người thường bị phỏng á thì la, còn ngôi sao bị phỏng á chắc không la hả thầy? Trời đất ơi, trời ơi, student này sao mà nó ngu dữ à trời. Bị thầy... phỏng phải la chứ. Thầy ơi. Hả? Con tên Mộng mà, đâu phải tên Tiêu Đình. Ta nói là ta nói tiếng Ăn Lê. T
Tiêu Đình là học trò đó biết chưa? Ủa ai vậy hả? Rồi thầy là vậy? Ta là Tích Chờ. Là Tích Chờ. Mà dịch ra là thầy đồ quá biết không? Dạ. Nghe ta nói tiếp nè. Bị phỏng là tất nhiên phải la. Thấy không? Ai mà bị phỏng không la. Nhưng mà ngôi sao á là lớn hơn người thường. Ví dụ như ông bà mình có nói cái câu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Còn ngôi sao mà đứt tay thì y như cả cái Thái Dương hệ này bị đổ ruột kìa. Hiểu không? Dạ không. Sao đứng gãi đầu quà? Thầy nói khó hiểu quá Trời ơi Kiều Mộng ơi, sao mà cô tối dạ quá trời quá đất vậy? Ứng xử của ngôi sao là vậy là chết rồi. Nè chú ý nha. Thí dụ như cô đi ra đường, cô nghe tôi nói là dạ. Cô gặp một cái thằng thanh niên, cái mặt nó cũng bảnh trai à nha. Nó chạy tới cô, nó ghẹo cô, nó nói em ơi đi đâu đó. Ai, trời ơi sao cái mặt má nó đỏ hồng lên dễ thương quá à. Giờ đứng lại cho tôi hung miếng coi nè. Đây là làm vậy sổ sàng vậy cô làm sao cô nói nghe coi. Thì chửi lợi đồ vô duyên. Thanh niên mặn nói thiếu văn hóa. Má tôi xin tôi ra phải đứa trai muốn không cũng được. Cà chớn cái chân bị giả sưng mỏ bây giờ. Được không thầy? Que lì bét. Là gì que lì bét là dưới mức tầm thường. Ông nội ơi, ra đường mà gặp gái gì chắc mọc ốc hết trơn rồi. Trời ơi, những cái lời mắng mỏ đó chỉ dành cho những người tầm thường thôi, cô biết chưa? Còn cô là ngôi sao, người cao quý, đâu có cần nói nhiều. Khi gặp một cái thằng như vậy, ngôi sao phải giữ nét mặt lạnh lùng. Dạ. Chỉ khẽ khẽ liếc nó, liếc nhẹ một cái thôi, rồi buông ra một cái câu, một cái lời vậy nó nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu. Nói vậy, đồ chó đẻ. Vậy thôi. Trời ơi. Vậy mới là ngôi sao, hiểu chưa? Dạ, hơi hiểu một chút. Nghe thêm một thí dụ khác nữa nè. Thí dụ như bữa nay cô bước vô một cái tiệm phở, cô kêu một cái tô phở bự chảng, trong đó có bò viên, tái nạm, gầu, gân gì đủ thứ hết trơn rồi. Rồi dặn luôn cái bà bán phở đừng ngâm cái bánh phở trong phọt môn, ăn vô cái ruột ngay chừ. Đó, cô kêu tô phở bự vậy. Rồi cô còn nhớ là cô biết cái tô phở bao nhiêu tiền không? Cái tô vậy ha. Ừ. Từng 10.000 là no nóc rồi. Kêu 10.000 thì đâu phải là ngôi sao. Trời đất ơi, cỡ ngôi sao thì ta phải kêu cái tô phở 50.000. Trời đất. Ừ. Ta bán tô đó có 10.000 thôi, kêu làm chi tới 50.000 vậy thầy? Kêu lê lè chứ làm chi. Trời đất ơi, ngồi ăn có tô mà mới 10.000 là cái chuyện bình thường đó. Mình vô quán mình chảnh, mình phải chơi một tô 50.000 đó. Kêu vậy mới nổi cộm, hiểu chưa? Ôi thầy ơi, ăn tô đó chắc 3 ngày sau khỏi ăn cơm. Ai cho phép cô ăn hết tô đó? Không có cho phép ăn hết. Cô việc lấy cái đũa ra, cô sát trùng vô bằng anh con. Xong cô nhúng cái đũa vô trong tô phở, cô quay, cô chấm múc. Quay, cô chấm múc. Ăn 2 cục bò viên với 1 miếng gân thôi. Rồi hạ đũa xuống rồi bỏ đi. Trời. Thấy chưa? 50.000 đồng mà ăn như thầy nói vậy chạy ra mình ăn chừng 4.000 chứ nhiêu. 4.000 là còn nhiều á. Trời ơi, rồi 4 mấy ngàn dục luôn hả thầy? Thầy bởi, mình là ngôi sao mà, chảnh mà. Mà trời đất ơi, sao cô tối giả quá, trời quá đất vậy. Ngôi sao là phải làm vậy. Đói thì về nhà lục cơm nguội mà ăn. Ăn với mắm quẹt cũng được, còn ra đường là mình phải xì xộp vậy đó. Mình phải chơi cho tới bến rồi. Phải nhớ chứ, nhớ chưa? Dạ nhớ. Tốn nhiều thì tốn, ăn nhiều thì ăn, nhưng mà ăn ít cũng được. Về nhà rồi mình lụp cơm khác mình ăn, rồi. Giờ nghe tiếp nè. Dạ. Khi mà cái tô phở mà bưng ra đó, cô thấy trong tô có con gián, con rùi gì á. Cô ứng xử làm sao cô nói nghe coi. Dạ thì mình phải la lên. Ông chủ ơi, bà chủ ơi, lợi đây mà coi nè, tôi kêu tô phở tới 50.000 mà ông bà để cho con ruồi lội ở trong trọng hả? Buôn bán mất vệ sinh như vậy ai mà dám vô ăn nữa hả? Trời đất ơi, quá đổi tầm thường. Cách lì nữa hả thầy? Trời đất ơi, quê lì bét. Dưới mức tầm thường. Cô phải ghi nhớ một cái điều quan trọng, cô là ngôi sao, phải không? Không có nói nhiều, gặp trường hợp đó vẫn phải bình thản, mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ nhẹ nhàng
lấy ngón tay vớt cái con ruồi con dán bún nhẹ vào mặt mẹ chủ quán là xong. Trời ơi. Thấy không? Rồi làm gì nữa thầy? Tiếp đó, đạp luôn cái bàn. Hả? Rút đôi đũa làm thủy tiêu phóng vô trong tủ nhà. Ai lọt trong té nổ rồi mình tỉnh bơ mình bước ra quán mình đi. Trời ơi, đập đồ ăn của người ta vậy hả thầy? Chứ sao? Mình là ngôi sao mà. Mấy ngôi sao mà quê lên rồi là đập cái gì cũng không cần biết. Bất kể ai, hễ quê là đập ráo trời. Thầy. Gì? Rồi đập vậy rồi quậy vậy lỡ bị đăng báo xấu hổ lắm thầy ơi. Cái gì mà xấu hổ? Quậy mà để được đăng báo thì cái phải càng quậy hơn nữa. Ngôi sao cần báo chí. Ngôi sao không thể nào mà tách rời khỏi báo chí. Báo chí càng đăng nhiều ngôi sao thì ngôi sao càng nổi tiếng. Như là Mickey Tyson biết không? Biết Mickey Tyson không? Dạ biết. Ông đấm bóc đen thù lùi hả? Đó. À, biết Holyfield không? Dạ biết luôn á. Đó, thấy chưa? Quýnh người ta cắn sức lỗ tai người ta đăng báo là nổi tiếng liền, thấy chưa? Thấy chưa? Cô làm một hai người kia mình đuôi mắt lọt trồng té nổ là con nổi tiếng cho cô coi. Thầy, nhưng mà quậy ngoài được chứ quậy trong nhà má con cho con ăn chỗ trà đó nha thầy. Đã là ngôi sao thì không có cử cái gì hết, từ trong nhà ra đường là làm láng hết. Uống nước á, mà thấy không vừa ý thì đập ly. Ăn cơm mà thấy không vừa miệng á thì mâm cơm xuống đất. Coi truyền hình mà thấy tiếp mục nào mà không vừa ý mình, không vừa mắt mình, lấy cái búa đập cái phanh vô tivi. Mà nhớ đập trong cái thời gian bảo hành đó nha. Không đó rồi là khỏe đấy. Nói chung hễ ngôi sao không vừa ý là đập là phá, không sợ ai hết. Muốn làm ngôi sao thì phải luôn luôn nghĩ mình là trên hết. Cha mẹ thầy cô anh chị cô bác bà con lớn già trẻ bé gì không là cây đinh gì hết á, mình phải vươn lên trèo qua mặt hết để tiến thân. Dạ ok em hiểu rồi, xin phép thầy cho em nghỉ giải lao đi, mệt quá. Không có nghỉ gì hết á, học tiếp. Cho con nghỉ giải lao rồi tôi mất sở hữu thì sao, thấy không? Ngồi vô học. Dạ. Tiếp theo à nè, tôi nghe nói hồi tối hôm qua cô đi ngủ sớm lắm phải không? Dạ, hôm qua mệt quá cho nên 9 giờ tối là em đi ngủ rồi. Trời ơi, vậy là cô giết chết tôi rồi. Trời ơi, cô coi cái uy tín sự nghiệp của tôi không có ra vậy, cô chôn vùi tôi rồi. Trời ơi. Thích chơ, em đâu có làm gì đâu, thích chơ. Trời ơi, tôi nói cho cô biết nha. Cô đi ngủ sớm là không hết. Tôi đã 5 lần 7 lượt yêu cầu cô không được đi ngủ sớm. Từ 9 giờ tối cho tới 4 giờ sáng ngôi sao không được ngủ. Cái giờ ngủ của ngôi sao là từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Còn từ 9 giờ tối cho tới 4 giờ sáng là giờ hoạt động tích cực nhất của ngôi sao, cô hiểu chưa? Thầy, khuya rồi hoạt động gì nữa thầy? Trời ơi, thiếu hoạt động thì đi hát karaoke, đi đan xiên nhảy nhót, rồi đi chợ khuya, chợ âm phủ, ăn hàng, ra xa lộ đua xe. Trời ơi, đua xe bị bắt chết thầy ơi. Trời ơi, sợ bị bắt thì chạy vòng vòng đâu đó. Chạy lên Tây Ninh rồi chạy ra Vũng Tàu, rồi chạy vô Nha Trang, chạy ra Long Hải. Trời đất ơi, chạy làm sao mà cho tới 4 giờ sáng mình mới về tới nhà. Ngôi sao mà ngủ sớm đâu phải là ngôi sao. Thầy ơi, sao cái nghề ngôi sao này khó quá thầy ơi. Làm ngôi sao chứ bộ ăn cơm sườn hay dễ. Mà quên nữa, cái vụ này nữa nè. Đâu cô vén tóc lên cho tôi coi thử coi. Dạ. Trời ơi. Gì vậy thầy? Trời ơi, sao tôi thất vọng quá trời ơi. Trời ơi, tại sao cô không nghe lời tôi? Bộ cô quên cái câu mà không thầy đố mày làm nên rồi hả? Dạ đâu có đâu, em đâu có cãi lời thầy gì đâu. Không cãi, tại sao lỗ tai cô như vậy? Thì hôm qua thầy kêu em đi xỏ, em xỏ rồi. Cô xỏ mấy lỗ? Bên 3 lỗ. Tôi đã dặn cô phải xỏ mỗi bên là 8 lỗ. Tại sao cô xỏ có 3 lỗ ạ? Thôi thầy ơi, 3 lỗ nó muốn bấy cái lỗ tai rồi, 8 lỗ nó chìm nhẹp sao thầy? Tầm thường quá, que đi bét. Muốn làm ngôi sao thì cái lỗ tai của mình á, trước hết phải liền sao cho nó dẻo. Nó dẻo xong rồi phải xỏ lỗ tai. Trời ơi, cô xỏ 3 lỗ là giống người thường, cô phải xỏ khác người thường thì mới là ngôi sao. Lỗ tai của cô mà rách te tua thì cô càng mau nổi tiếng.
Còn cái lỗ mà con xó vậy, trời ơi, thôi chết rồi, trời ơi. Còn cái lỗ mũi xỏ dàm chưa? Ôi, lỗ rúng xỏ chưa? Chân mày xỏ chưa? Thầy ơi, có bò mới xỏ lỗ mũi chứ người xỏ làm chi thầy? Rồi đâu rúng rồi xỏ tuốt ở dưới làm chi, trò mặc đồ đâu ai thấy đâu thầy. Trời đất ơi, người thường thì không cần phải xỏ lỗ mũi, nhưng ngôi sao nhất định phải xỏ. Cô cãi tôi không à? Trời ơi, cô muốn trở thành ngôi sao rực sáng được thiên hạ, quỳ dưới chân để mà ca tụng thì cô phải làm những lời cô dặn. Làm sao thì em cũng muốn, nhưng mà qua những điều thầy dạy, em có linh cảm tương lai có mọi u tối. U tối là chuyện bình thường, cô cứ ngó lên trời mà coi. Ngôi sao đâu có mọc ban ngày, ngôi sao mọc ban đêm không à. Ngôi sao phải nằm trong một cái vùng tăm tối u ám, càng tăm tối càng u ám thì ngôi sao mới sáng được, hiểu chưa? Có khi nào thành sao băng luôn không thầy? Yên chí, yên chí. Em nghe lời của tiết trời thì không bao giờ mà em băng sớm đâu. Còn cái tôi là băng một cái dèo liền á. Dạ em xin lỗi thầy, em xin nghe theo lời của tiết trời. Ngoan đó, quelly quốc, được. Cứ yên tâm ngoan ngoãn để cho tôi kìm. Chẳng mấy chốc em sẽ trở thành một nhân vật đặc biệt, một ngôi sao đầy ấn tượng. Dạ, cảm ơn thầy. Trời ơi, trời trời trời, cái gì nữa đây? Rồi 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 rồi, tiêu cái ly rồi. Kiều Mộng ơi, ma năn nỉ con, ma gian lại con, nếu con không vừa lòng điều gì thì con cứ lên tiếng. Con sai biểu má cái gì má cũng làm lại được hết trơn á. Đừng có đập đồ hoài, má chịu không nổi con ơi. Pha ly nước chanh mà bỏ cả ký đường vô ngọt như chè vậy ai mà uống được. Bộ má tính đầu độc tôi hả? Thôi vậy má xin lỗi con nha. Nếu con uống không được thì thôi để má, má đi làm cái khác cho con. Con đừng tàn nhẫn với má nghe con. Đập có cái ly mà tàn nhẫn gì? Hồi trước tới giờ tôi đập hàng trăm cái ly rồi, sao má không nói? Lúc trước con đập á, thì má không nói. Là vì đập cái ly này á, nó còn cái ly khác. Còn bữa nay á, cái ly con đập là cái ly cuối cùng, cho nên má mới buồn. Kể từ giờ phút này má phải uống nước bằng cái lon sữa bò, con biết không? Thôi! À, trời, trời, sao con? Má đừng có nói nữa! Má làm tôi bực mình, tôi đập tánh má cái nhà cửa lắm bây giờ! Trời, con ơi, đừng. Con giận phải không con? Con tát vô mặt má đi. Con khoai má đi. Má chịu đựng tất cả, má chịu đựng được hết á. Đừng đập nữa con ơi. Con đập rồi bây giờ má già cả, má đâu có làm được cái gì để má sống lại đâu con. Lần trước con hâm con đập thì má cám con, má năn nỉ con. Chứ bữa nay thì... Rồi, cho mày đập thoải mái đó. Tao năn nỉ quá rồi, bây giờ tao mệt rồi. Ha? Mà nhà còn gì nữa đâu đập. Tivi mày đập bánh rồi. Trời ơi, coi phim mà gặp cái thằng Sở Khanh đó trong phim mày cũng đập bể tivi của tao nữa. Nước đá trong tủ lạnh chưa kịp đâu mày cũng đập tủ lạnh nữa. Mở cái cassette ra nghe nhạc tự nhiên bị cúp điện mày cũng đập cái máy của tao luôn nữa. Ăn xong bữa cơm nào á thì cũng khỏi phải dọn, cứ gom mảnh sành mảnh chén vô thùng rác hoài. Mày đi chơi cho đã về à, mày kêu cửa chưa có kịp mở nữa mày cũng đạp sập cửa luôn nữa. Tao nhớ cách đây 3 tháng cái căn nhà này nè cũng đầy đủ tiện nghi lắm chứ, sao mà bây giờ nó láng te, không còn cái bàn cái ghế gì ngồi á, cứ phải lớn trên nền nhà y như phim Hàn Quốc, coi chịu nổi không? Hàn Quốc? Gì vậy? Má nhắc tới phim Hàn Quốc tôi mới nhớ. Má thay kem đánh răng Hàn Quốc cho tôi chưa? Dạ, dạ thưa ngôi sao, tao thay rồi. Rồi má mua cho tôi mấy cái áo len dày giống y như kiểu diễn viên Hàn Quốc mặc chưa? Dạ thưa, chưa. Tại sao chưa? Má làm gì mà má không đi mua cho tôi? Trời ơi là trời! Má đưa cho tôi, đưa cho tôi. Đưa cái gì?
đưa cái gì cho tôi đập liền. Trời ơi, tôi tức quá, tôi cần có cái gì tôi đập liền. Con ơi, con thông cảm cho má nghe con. Còn gì nữa đâu mà đập. Mà ngôi sao nhà tôi nghĩ cũng ngộ ha. Ngộ hết sức ngộ, tôi nằm tôi suy nghĩ hoài. Giận lên cái đập đồ ở trong nhà không à. Sao mày không ngon á, mày qua nhà kế bên mày đập đồ của người ta đi. Trời ơi, ngu à. Trời ơi, ngôi sao mà ngu à. Ai thèm giao du mấy cái nhà kế bên. Do mặt họ tôi còn thèm dòm, chứ đừng nói cái chuyện mà bước chân tới nhà họ mà đập đồ. Họ cũng đâu có thèm ngó tới cái bản mặt mày đâu. Trời ơi, tao nghe hình như rục rịch người ta đăng bản bán nhà để giờ đi chỗ khác ở rồi đó, để né cái ngôi sao của mày luôn. Sao? Tôi là ngôi sao thì cả xóm được hãnh diện, được thơm lây chứ bộ. Trời ơi, hãnh diện lắm, thơm lắm, thơm như muối mít vậy đó. Cả ngày mày chỉ ngủ mà, tối cho mày đi suốt đêm. Mày đâu có biết cái chuyện lạ xảy ra trong xóm này. Gì vậy? Thì cái phòng mạch đó, mấy tiệm thuốc mở đầy ở trong xóm này chứ sao. Người ta muốn mở phòng mạch hay là mở tiệm thuốc thì kệ người ta. Mắc mớ gì tới tôi mà má nói chi. Sao không mắc mớ mày? Trời ơi, ở đây là cái xóm lao động mày biết không? Cả ngày người ta đi làm mệt, tối tới người ta phải nghỉ ngơi. Vậy đó, mà giữa đêm khuya khắc à, mỗi lần mày đi chơi về là mày dẫn theo cả chục đứa đứng ở đầu hẻm á. Nào mở máy nẹt bô nghe âm âm y y, náo động cả xóm mà. Trời ơi, tuổi trẻ nó còn chịu không nổi, huống chi là tuổi già bà lão như tao. Bởi vậy, từ ngày mày thành ngôi sao đó, cả xóm này ai cũng mắc bệnh đau tim hết à, cao huyết áp hết trơn á trời. Thôi đi má, biết đâu nhờ tôi mà nhà ở khu này lên giá đó má. Không dám đâu, không dám lên giá đâu ngôi sao. Nhà của bà Sáu kế bên nè, hôm trước bán được 50 cây, có người ta tới ta đặt cọc rồi. Vậy mà chỉ có một bữa ghé lại cái lúc mà ngôi sao đang đập đồ bên này đó, cái tự nhiên ta bỏ tiền cọc ta hồi nợ liền, chấp nhận mất tiền cọc luôn. Bây giờ bà Sáu bà hạ giá xuống còn có 30 cây, không ai thèm mua nữa. Ủa, mà sao má đem chuyện của mấy người tầm thường nói chuyện với tôi làm chi vậy? Cái sự quan tâm của tôi là dành cho những người nổi tiếng kìa, sao ngang cỡ tôi kìa. Nổi tiếng cỡ nào? Cỡ Vua Càng Long, Maradona, mọc óc hết. Hay là cái gì Văn Đông Quân. Ôi, Hàn Quốc. Nhắc tới diễn viên Hàn Quốc nữa mới nhớ. Rồi mấy khéo lên đó chừng nào mới chịu mua cho tôi đây. Ngôi sao ơi, ngôi sao nghe má của ngôi sao nói nè. Mày có khùng á, chứ tao đâu có khùng. Ở bên nước Hàn Quốc người ta lạnh người ta mới mặc áo len dày, còn bên này nóng chết mẹ luôn. Trời ơi, thiếu điều chảy mỡ à. Tự nhiên cái mày đem mày biểu tao mua áo lạnh cho mày hầm da mày hả si. Quê má rồi nha, quê nãy giờ đó nha. Không thèm giữ tư thế ngôi sao nữa, giờ tôi gây lợi với má nè. Trời ơi, má lớn rồi, tại sao má mới suy nghĩ? Má phải nhận thức chứ. Những người tầm thường người ta không dám mặc, còn tôi là sao? Má hiểu không? Là ngôi sao là tôi phải khác người ta, má hiểu không? Má không mua gấp cho tôi đi ha. Là tối nay á, má vừa ngủ má vừa ngắm trăng à nghe. Khỏe. Nghĩ khỏe. Vừa ngủ vừa ngắm trăng là phè là... Ủa vậy làm sao? Làm sao em? Giờ cái nhà này còn có cái nóc thôi phải không? Tôi đập luôn. Hả? Phá banh cái nhà này luôn. Trăng sao mưa gió gì nó lọt vô nhà mình hết. Trời đất ơi, tưởng mày làm ngôi sao mày đem lại lợi ích cho gia đình, mày đem tiền muôn bạc vạn về cho tao. Ai ngờ đâu, sao của mày càng cao lên càng sáng lên thì đời tao nó càng u tối chừng đó. Thôi tôi mệt má quá à. Má đen, má đừng có mai mỉa cái danh hiệu ngôi sao của tôi nghe. Thì cũng do má thôi, má muốn tôi trở thành ngôi sao mà, cho nên má mới buộc tôi học cái khóa thượng đỉnh. Bây giờ má bắt tôi ngó xuống đâu có ngó nổi, lỡ lên rồi đâu có xuống nổi. Đúng,
Nhưng mày có làm ngôi sao đi nữa thì mày cũng phải biết tao là mẹ của mày. Mẹ của sao là phải trăng. Chứ có đâu mày coi tao như con mày vậy. Thầy tôi dạy tôi rồi. Dạy mày sao? Đã là ngôi sao thì mình là cao nhất. Hả? Tất cả mọi người xung quanh chỉ để phục vụ mình mà thôi. Trời trời, nói vậy mẹ mày cũng không còn nghĩa lý gì hết phải vậy không? Yes sir. Trời ơi trời. Ôi trời ơi. Trời ơi, như tử thương hết trơn hết trời ơi. Nó quýnh tôi còn hơn là chó dại bị người ta vô nhà ta sợ cắn điên người ta quýnh. Trời ơi chết tôi rồi. Ôi. Ai đó? Có ai nhà không? Có sao ở nhà không vậy? Không có sao. Có trăng tiếp được không? Có trăng vậy tôi mừng dữ lắm. Bà hả bà? Vô đây. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, vậy vậy con gì mà vô nhà tôi vậy trời hở trời. Ông nội hả? Con gì đâu tôi đây nè. Bèn ơi, con người. Gia sư Kiềm. Cái gì? Gia sư Kiềm. Đúng vậy. Xe đụng mà sao quấn dữ vậy trời. Trời ơi, tôi bị tai nạn nghề nghiệp. Sự cố Y2K. Ôi trời ơi. Vậy hả? Thật ngó vô thấy bà là tôi mừng quá trời quá đất rồi. Bà Kiều mơ, tôi xin chúc mừng bà. Chúc mừng vụ gì? Vụ con gái của bà đó. Ai nữ Kiều Mộng đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi cuối cùng hồi sáng này nè. Thi ở đâu? Tại đây. Tại hia. Học trò đã thành tài thì thầy cũng hết bổn phận. Giờ tôi thành thật, tôi yêu cầu bà thanh toán tiền học phí về cái khóa huấn luyện ngôi sao của con gái bà cho tôi đi. Câm cái miệng ông lại đi. Ông mở miệng ra một lời nữa đó hả, tôi mai cái miệng ông lại đó. Gì kỳ vậy? Đừng có nhắc tới hai tiếng ngôi sao. Ngôi sao gì nữa. Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Con bà trở thành ngôi sao, tại sao bà rầu? Tôi là rầu là phải, đâu quýnh tôi như tử tượng. Bà phải vui mừng lên chứ. Đâu bây giờ trả tiền học phí cho tôi để tôi còn trở lại bệnh viện. Tôi vô tôi chỉnh hình lại chứ. Trả tiền bệnh viện cho ông. Rồi ai trả tiền đồ đạc cho tôi? Tôi xin ông thông cảm cho tôi nha. Sau 3 tháng ông dạy nó, nó thành công trên cái phương diện đập phá tài sản của tôi. Nó tan quan hết trơn hết trọi rồi. Tiền nó cũng bốc hơi rồi. Bây giờ ông thấy không? Một cái ly nước để mời ông uống tôi còn không có, tôi rót lấy đâu mà trả tiền học phí cho ông. Nè 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 nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà đừng có lật lọng nghe cho bà. Bà đừng có quịch cái công lao tâm của tôi. Tôi đổ biết bao nhiêu công sức tôi dạy con bà nha. Bà mà không trả tiền tôi thưa bà đó. Tức bà thảo đỏ đó. Cứ nghe. Thâu hả? Đi thưa hả? Chắc tích chờ luôn đó. Sao ơi, mẹ năn nỉ con. Con đừng hỗn láo với giáo sư nghe con. Thôi tích trời nghe Tiêu Đành nói đi. Thôi, bà đừng có nói nữa. Bà nói một hồi á, tôi giận rồi lên. Tôi mất công rồi tôi đi cấp cứu nữa. Hồi sáng tôi ăn cái bàn ủi vô mặt. Bây giờ cái mặt của tôi bây giờ thấy ghê quá rồi. Nói ra hồi sáng này nó bục ông nữa hả? Chứ còn ai nữa. Hồi sáng này á, không có tiền hút thuốc. Tôi mới hỏi nó cái vụ học phí sao lâu quá mà không có người nào đưa hết rồi. Nói chưa hết câu là nó chơi tôi một cái bàn ủi vô ngay cái mặt liền. Ê, ôi trời ạ. Teacher. Cái gì á Tiêu Đành? Teacher còn chàng rằng ở đây một hồi là có khi di chuyển không cần dò đó nghe. Ôi trời ơi. Trời ơi bây giờ sao bà thấy ghê quá. Bà nghe chưa? Bà nghe Tiêu Đành của tôi nó nói với tích trời của nó chưa? Trời ơi sao mà nó độc mồm độc miệng quá. Trời ơi con này là độc cô cầu bại mà. Thôi bà thông cảm thanh toán. Dù sớm hay muộn gì tích chờ. Tích chờ nó một hồi á là tích chờ thành độc cô cầu bại nghe. Tích chờ
trời đi hỏng cẳng nghe. Bây giờ vậy, kết luận không có thanh toán gì hết. Bây giờ tiết chờ go chưa? Nè nè nè, Tiêu Đình á, mày thấy tao nhịn rồi mày làm tối cho mày. Mày mà đụng tới tao lần nữa là tao đưa mày lên mặt báo á. Tao cho mày không dám nhìn mặt ai nữa, tao cho mày biết à. What? Đưa tôi lên mặt báo hả? Yeah. Thanh Kiều trước nghe. Tính đưa tôi lên mấy tờ? Tiền chi bồi dưỡng cho phóng viên nhiều tôi chi nè. Trời ơi, con thì nó điên rồi, con này nó điên rồi. Báo mà nó cũng không sợ đó, trời ơi, tôi sợ báo thấy bà nội luôn mà nó không sợ ốm, trời ơi. Hả? Tích chờ dạy tôi mà. Ngôi sao thì phải lên báo mới nổi danh. Bây giờ tôi tiếp tục quậy ông để được đưa lên báo thôi. Thôi, tích trời gian lại Tiêu Đình. Tích trời lỡ lời, Tiêu Đình bỏ qua dùm nha, trời ơi trời. Còn bà ráng thanh toán cho tôi chút đỉnh nha. Chứ ổng lẽ mấy tháng qua mà tôi chạy chùa, tôi dạy chùa sao bà? No morning. Ôi trời ơi, no morning là gì? Không có tiền mẫu lúi rồi thầy ơi. Ôi trời ơi, tới bà cũng quỵt tôi đó hả? Bây giờ tôi không có lấy 10 đô một giờ nữa đâu. Bây giờ tôi hạ xuống chừng 3 đô thôi. Theo giá hạ đỉnh, bà chịu không? Bà trả tôi chút đỉnh đi. 1 đô có khuyến mãi cũng không có nữa. Trời ơi, vậy là coi như tiền học phí của tôi không có gì hết trơn rồi hả bà? Trời ơi, tôi năn nỉ bà, tôi lại bà mà ít ra bà cũng phải ráng thanh toán cho tôi cái khoản mà tôi nhín thời gian tôi sửa ống nước cho bà đó, tôi quét vôi cho bà đó, rồi tôi vuốt móng tay, tôi làm nail cho bà nữa đó. Vừa giải mà vừa tranh thủ làm thêm cực khổ lắm bà ơi, trả cho tôi đi bà. Trời ơi, thầy nhắc những chuyện đó sao tự nhiên tôi muốn khóc quá. Mà sao nước mắt nó lưng tròng, nó không có trào ra được. Bây giờ tôi thương thầy lắm, tôi cảm động lắm, nhưng cũng chỉ dùng được một chữ cảm ơn xuống thôi. Trời đất ơi, tới nước này không lẽ bà không giúp được tôi chút đỉnh để mua thuốc của tôi ngừa phong lòng gánh này sao? Trời ơi, tôi năn nỉ vậy, tôi gian xin bà vậy mà bà không trả nữa hả? Stop here. Stop here, teacher. Teacher lại nhảy hoài. Tôi bắt đầu ân cái rì lên rồi nghe. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, bà chỉa tiền lẹ lẹ lên giùm tôi đi bà. Trời đất ơi, cái con Y2K này mà nó nổi sùng lên, nó thành cái con quái thai là tôi với bà lạnh đủ hết đó bà ơi. Cái gì? Ông nhớ không? Hồi đó ông hứa với tôi là ông biến con tôi thành ngôi sao. Bây giờ ông lại nói nó là quái thai. Là sao? Bà đổ thừa cho tôi biết rồi. Chính ông, ông đã làm cho tôi mất cái con gái yêu quý của tôi. Con tôi sanh đẻ không còn là con của tôi nữa rồi. Bà đừng có đổ thừa cho tôi. Tại bà muốn con bà thành ngôi sao thì bây giờ bà phải chịu chứ. Câm họng lại, tôi không sao nè. Ông phải tung số phận với